Giải trí miền Tây chào mừng cô chú các anh chị và các bạn đã quay trở lại. Chúc cô chú các anh chị và các bạn xem video vui vẻ, sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Buổi trưa ngày hôm nay Chủ nhật ngày 10 tháng 11 năm 2024, Giải trí miền Tây xin cập nhật tình hình giá mít Indo luộc đỏ và giá mít Thái Lan liên tục có giá chính thức để bà con cập nhật và tham khảo. Giá mít luôn biến động trên thị trường. Chính vì thế cô chú các anh chị và các bạn hãy thường xuyên theo dõi để biết thông tin về giá mít. Giải trí miền Tây cập nhật giá mít liên tục để cô chú các anh chị và các bạn có giá chính thức để tham khảo. Ngoài tình hình giá mít, Giải trí miền Tây còn cập nhật tình hình giá các loại nông sản khác. Mời cô chú các anh chị và các bạn trở về trang chính để tìm những video thích hợp để theo dõi. Giá mít hiện nay đang biến động, mong tình hình giá mít sẽ tăng cao và cao hơn nữa cho bà con có được lợi nhuận. Trong mít Thái Lan cũng như mít Indo luộc đỏ, cô chú các anh chị và các bạn chú trọng vào đi phân đúng kỹ thuật, chăm sóc đúng thời tiết và tình hình bao trái chuẩn để trái to, đẹp, tròn về chất lượng, về trái, mẫu mã đẹp, hình thức bên ngoài bắt mắt và chất lượng bên trong ngon. Phân loại mít được phân loại như sau: mít nhất 9kg trở lên, kem nhì 7kg trở lên, mít kem 3 4kg trở lên. Đó là phân loại mít Thái Lan ở khu vực miền Tây. Thương lái ngoài phân loại mít theo tiêu chuẩn trên còn phân loại theo chất lượng trái mít, dáng da và chất lượng trái đẹp ngon sẽ cao hơn phân loại mít chợ, mít nhất, mít nhì khác nhau. Sau đây là bản cập nhật giống mít Thái Lan buổi trưa ngày hôm nay có giá như sau. Khu vực miền Tây, Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, mít kem lớn có giá 25.000 đồng một ký, rất lớn 15.000 đồng một ký. Mít kem nhì có giá 15.000 đồng một ký, kem 3 5 đến 6.000 đồng một ký. Mít chợ ở khu vực Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang có giá 3 đến 4.000 đồng một ký. Tiếp theo là tình hình giá mít ở khu vực Đồng Tháp, Long An, An Giang. Mít kem lớn có giá 26.000 đồng một ký, rất lớn 16.000 đồng một ký. Kem nhì 16.000 đồng một ký, mít kem 3 có giá 6.000 đồng một ký. Mít chợ ở khu vực Đồng Tháp, Long An, An Giang có giá 4.000 đồng một ký. Tình hình giá mít ở khu vực Tiền Giang, kem lớn 27.000 đồng một ký, rất lớn 17.000 đồng một ký. Mít kem nhì có giá 17.000 đồng một ký, kem 3 7.000 đồng một ký. Mít chợ ở khu vực Tiền Giang có giá 5.000 đồng một ký. Khu vực Tiền Giang giá luôn cao hơn bởi nằm trên trục giao thông trọng yếu và khu vực Tiền Giang tập trung rất nhiều dựa mít lớn ở đây nên khu vực Tiền Giang giá luôn cao hơn so với những khu vực khác, dễ lưu thông phân tán đi tất cả các nơi thu gom mít cũng như tất cả các nơi dễ tập trung về khu vực Tiền Giang. Tiếp theo là tình hình giá mít ở khu vực miền Đông, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu. Mít kem lớn có giá 13 đến 14.000 đồng một ký, kem nhì 8.000 đồng một ký, mít kem 3 4.000 đồng một ký. Mít chợ ở khu vực miền Đông, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu có giá 3.000 đồng một ký. Tình hình giá mít ở khu vực Tây Nguyên, kem lớn 12 đến 13.000 đồng một ký, kem nhì 7.000 đồng một ký, mít kem 3 có giá 4.000 đồng một ký. Mít chợ ở khu vực Tây Nguyên có giá 2 đến 3.000 đồng một ký. Tình hình giá mít ở khu vực Tây Nguyên luôn thấp hơn so với những khu vực khác bởi nơi đây xa những trục lộ chính, xa những dừa mít lớn nên cô chú các anh chị và các bạn tập trung vào chất lượng, vào mẫu mã hình thức để cân bằng giá với những khu vực khác cũng như nâng cấp giá trị trái mít ở khu vực này. Ngoài tập trung vào trái mít, vấn đề xa hay gần những trục lộ chính, xa hay gần những dừa mít lớn, xa hay gần những trung tâm thành phố rất quan trọng bởi nếu vườn mít của cô chú các anh chị và các bạn tập trung gần những vựa mít lớn, gần những trục lộ chính, giá thương lái thu mua cao hơn so với những nơi xa. Tình hình thu mua khác nhau 1 đến 2.000, đó là vấn đề vận chuyển của thương lái nên giá mít luôn trên lệch từng vùng miền khác nhau là như vậy. Tiếp theo, Giải trí miền Tây chia sẻ về mít Indo ruột đỏ. Với Indo ruột đỏ, cô chú các anh chị và các bạn chú trọng vào việc đi phân. Bởi nếu cô chú các anh chị và các bạn đi phân không đúng kỹ thuật, trái mít sẽ chua, chất lượng không ngon, bán không được. Chính vì thế, phân của mít Indo ruột đỏ, cô chú các anh chị và các bạn chú trọng vào phân hữu cơ và những loại phân phù hợp để trái mít ngon ngọt.
Vấn đề thụ phấn của trái mít Indo ruột đỏ cũng khá quan trọng, bởi nếu cô chú các anh chị và các bạn để trái ở thời điểm mưa, gió nhiều, thụ phấn kém chất lượng, trái mít nhỏ, không đẹp, méo và chất lượng trái không ngon so với cô chú các anh chị và các bạn để đúng thời điểm, trái mít sẽ to, đẹp và bán được giá mít nhất, mít nhì cao hơn so với những loại mít nhỏ hơn bán mít không có giá trị bằng. Tiếp theo đây là bản cập nhật giá mít Indo ruột đỏ buổi trưa ngày hôm nay có giá như sau. Mít Indo ruột đỏ loại nhất 9kg trở lên có giá 54 đến 56 ngàn đồng một ký. Mít loại nhì 7 đến 9kg có giá 44 đến 46 ngàn đồng một ký. Mít Indo ruột đỏ loại 3 từ 4 đến 7kg có giá 30 đến 32 ngàn đồng một ký. Mít chợ loại nhất có giá 13 đến 15 ngàn đồng một ký. Mít chợ loại 2 có giá 7 đến 8 ngàn đồng một ký. Mít loại sơ yếu nứt có giá 3.000 đồng một ký. Giá mít còn phụ thuộc vào vườn mít của cô chú anh chị, vào xa hay gần, những chục lậu chính hay những vựa mít lớn cũng có giá khác nhau, 1 đến 2 ngàn. Đó là chi phí của các thương lái vận chuyển và chênh lệch cao hay thấp khác nhau. Nếu chăm sóc mít Indo ruột đỏ, cô chú các anh chị và các bạn nên chăm sóc bao trái, những dụng cụ bao trái phù hợp để da mít đẹp và dáng mít to tròn và chất lượng mít cao. Cô chú các anh chị và các bạn bán giá sẽ cao hơn so với những loại mít mà trái không đạt chuẩn bằng. Giải trí miền Tây xin nhắc lại, giá mít Indo ruột đỏ loại nhất 9kg trở lên có giá 54 đến 56 ngàn đồng một ký. Mít loại nhì từ 7 đến 9kg có giá 44 đến 46 ngàn đồng một ký. Mít Indo ruột đỏ loại 3 từ 4 đến 7kg có giá 30 đến 32 ngàn đồng một ký. Mít chợ loại nhất có giá 13 đến 15 ngàn đồng một ký. Mít chợ loại 2 có giá 7 đến 8 ngàn đồng một ký. Mít loại sơ yếu nứt có giá 3 ngàn đồng một ký. Giá mít luôn biến động bởi trong giai đoạn mít đã vào vụ nên giá biến động lên xuống. Bà con hãy theo dõi nắm tình hình. Giải trí miền Tây cập nhật giá thường xuyên khi có biến động. Mong rằng giá mít ở thời điểm này giá sẽ tăng cao và còn tăng cao hơn nữa, để cô chú các anh chị và các bạn, những nhà vườn có được thu nhập, có được lợi nhuận cao hơn để yên tâm sản xuất. Giải trí miền Tây ngoài chia sẻ về mít Thái, mít Indo ruột đỏ còn chia sẻ về giải trí, về nông nghiệp, về giá cả. Mời cô chú các anh chị và các bạn trở về trang chính để tìm những video thích hợp theo dõi. Cô chú các anh chị và các bạn đừng quên đăng ký kênh, like, ấn vào cái chuông để luôn nhận được video sớm nhất mỗi khi giải trí miền Tây phát hành video mới. Xin nói lời chào, hẹn gặp lại video sau.